Và ngay bây giờ thì tôi sẽ công bố chủ đề của vòng debate lần này. Những người tham gia các cuộc thi sắc đẹp có nhất thiết phải hoàn thành chương trình đại học và có được bằng đại học hay không? Các bạn sẽ ở phe có hoặc không? Và team có số tiền đầu tư cao hơn là team của huấn luyện viên Thủy Tiên. Hãy cho tôi biết các bạn sẽ chọn về phe có hay không? Cá nhân em thấy là mình cũng đã nghe câu hỏi này nhiều rồi. Và đó là một cái vấn đề gây tranh cãi. Tuy nhiên về ý kiến cá nhân của em thì em sẽ nghiêng về phe có. Phần còn lại là để những bạn thí sinh thể hiện và trình bày quan điểm của mình. Sẵn sàng chưa ạ? Và sau đây thì xin phép được mời hai huấn luyện viên Quỳnh Châu và Thủy Tiên. Các bạn sẽ có 30 phút để làm việc với thí sinh của mình. Và Hà Anh là những người có cái sự trải nghiệm nhiều trong cuộc sống. Với những cái kinh nghiệm đó thì Hà và Hà Anh sẽ phối hợp và cũng như là giành các phần thắng lợi cho team mình. Nếu mà vô vòng debate là team em nuốt chọn team Thủy Tiên luôn á. Thua thì hết muốn làm mình làm mẩy. Xin được gỡ tóc giả nha mọi người. The end. Thể lệ của cuộc thi như sau. Mỗi đội sẽ có 5 lượt debate lần lượt, mỗi lượt là 45 giây. Kết thúc 45 giây thì ngay lập tức đội còn lại sẽ phải nói theo lượt của mình. Một cái vòng thi mà Châu hy vọng rằng là Hà Anh sẽ được sáng, tại vì nó là sở trường của mình. Châu tin là Hà Anh sẽ ghi điểm rất là lớn trong mắt ban giám khảo. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng phe ủng hộ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vòng thi debate bắt đầu. Một điều hiển nhiên chúng ta có thể thấy, việc có bằng đại học hay không có bằng đại học thì một cô gái vẫn có thể tham gia những cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, với những quy chuẩn của những cuộc thi sắc đẹp hiện nay, để minh chứng cho tiếng nói của họ có sự chắc chắn nhất thì phải có bằng đại học. Chúng ta có thể thấy tỷ lệ những người thành công có bằng đại học luôn luôn cao hơn những người thành công không có bằng đại học. Đến với một cuộc thi sắc đẹp thì vẻ đẹp tri thức và bằng cấp cũng vô cùng quan trọng, nhưng team chúng tôi lại đề cao hơn vẻ đẹp về trái tim và câu chuyện truyền cảm hứng. Đến một cuộc thi thì mỗi bạn sẽ đem đến một câu chuyện và cá tính khác nhau. Bạn có thể thể hiện ra sự tự tin, đó là vẻ đẹp của sự tự tin. Bạn có thể thể hiện ra vẻ đẹp nỗ lực, bên cạnh đó còn có vẻ đẹp truyền cảm hứng. Cho nên team chúng tôi luôn đề cao trái tim và câu chuyện truyền cảm hứng của các bạn. Tôi đồng ý với ý kiến của bạn, nhưng mà thì nhiều năm về trước, cuộc thi sắc đẹp Beauty Queen chủ yếu là chấm về sắc đẹp, nhưng hiện nay thì cũng có chấm về mặt tri thức, được thể hiện qua là bằng cấp đại học. Bằng đại học thì không nói lên tất cả, nhưng nó phản ánh được tư duy và kiến thức của bạn, bảo chứng cho quá trình của kiến thức của các bạn cũng như là ngôi trường mà các bạn theo đuổi. Mình phản đối ý kiến đó bởi vì mình nghĩ rằng bằng đại học nó là một cái điều kiện cần, nhưng nó không là tất cả, bởi vì Hà vẫn tin rằng nó sẽ hội tụ rất là nhiều yếu tố để trở thành một hoa hậu, và trong đó là sẽ có vẻ đẹp của tri thức, nhưng tri thức không chứng minh bằng việc bạn có bao nhiêu bằng cấp. Tri thức là cái mà bạn có thể bồi dưỡng thêm, nhưng lòng nhân ái là sự chất ẩn nè, vấn đề đạo đức, câu chuyện truyền cảm hứng của bạn, những cái giá trị mà bạn mang đến cho xã hội này, nó mới là vấn đề quan trọng hơn tất cả. Bởi vì nếu như bằng cấp là một tiêu chuẩn thì có quá khắt khe đối với tất cả những ước mơ những cô gái ngoài kia hay không? Tôi đồng ý với ý kiến của bạn, sắc đẹp nó vẫn là một yếu tố quan trọng, nhưng trong thế kỷ 21, các bạn gái có thể đầu tư về mặt nhan sắc, nhưng đối với mình, về mặt tri thức mới là một sự tu dưỡng, một quá trình rèn luyện mà khó ai có thể qua được. Các hoa hậu trên thế giới, ví dụ như hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, hoa hậu Phương Khánh, hoặc có thể là hoa hậu Hương Giang, họ là những hoa hậu quốc tế, họ là những minh chứng cho những việc các bạn có tri thức và các bạn có thể tỏa sáng được ở trên đấu trường nhan sắc, không chỉ ở Việt Nam mà còn là trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Cho tôi xin hỏi bạn một câu là nếu có bằng đại học bạn mới được tham gia một cuộc thi sắc đẹp, vậy đại đa số hoa á hậu của Việt Nam mình đăng quang ở tuổi 18 khi chưa tốt nghiệp bằng đại học ạ. Và ngày hôm nay tôi đứng đây với một dẫn chứng là tôi đến đây để truyền cảm hứng. Với là số tiền mà 150 triệu mà tôi giành được từ các vị nhà đầu tư thì tôi mang được câu chuyện của tôi truyền được cảm hứng cho tất cả mọi người ạ. Bạn truyền qua đâu, bằng cách nào? Trong khi nếu như bạn có bằng cấp thì tiếng nói của bạn sẽ được ảnh hưởng hơn. Khi mà bạn tốt nghiệp ở một ngôi trường nào đó thì đó là cái bảo chứng cho quá trình học tập và cố gắng của các bạn. Trên thế giới hiện nay, các cuộc thi nhan sắc thế giới họ luôn đề cao giá trị về tri thức, và những đại diện của quốc tế họ luôn gửi đến những thí sinh có những cái bằng cấp còn cao hơn cả một cái bằng đại học. Tỷ phú Warren Buffett đã từng nói rằng đầu tư vào tri thức là đầu tư có lợi nhuận, và khi mà bạn đầu tư
vào tri thức thì bạn đã lời 70% rồi về giá trị thời gian. Và ngày nay tất cả những cuộc thi trên thế giới đều hướng tới giá trị tri thức và tấm gương cho tất cả những cô gái. Nói thêm, nếu trong một cuộc thi sắc đẹp trí thức quan trọng như vậy thì những dự án nhân ái, dự án cộng đồng mà chúng ta đã thực hiện và được nhìn từ các cuộc thi hoa hậu thì bạn thấy đó là gì? Thể hiện ra được cái sự quan trọng của trái tim yêu thương và câu chuyện truyền cảm hứng của mỗi người mang đến trong chương trình. Điển hình như tôi thấy là bạn Dan, nếu mà để nói Dan thì Dan có vẻ đẹp beauty queen không ạ? Nhưng mà bạn ấy có một cái tâm hồn của một beauty queen và bạn ấy thể hiện được cái cá tính của bạn ấy trong một cái chương trình. Và bạn ấy đem được cái câu chuyện truyền cảm hứng của mình đến với chương trình. Quá trình cố gắng của một người có thể công nhận, nhưng bằng cấp được công nhận và khi bạn có bằng cấp thì tiếng nói của bạn sẽ có giá trị và sẽ có kiểm chứng. Và đó sẽ là tất cả những minh chứng cho những quá trình cố gắng và nỗ lực của các bạn. Vậy thì tôi xin chốt lại đây, chúng tôi sẽ ủng hộ quan điểm rằng một đại diện nhan sắc, một beauty queen ở thời đại mới, chúng ta cần trau dồi kiến thức, kỹ năng và trí tệ, và việc có bằng cấp là một điều vô cùng quan trọng. Tôi vẫn đồng ý với quan điểm một hoa hậu là một người phải có tri thức và thành công cần phải có tri thức, nhưng tri thức không chứng minh qua tất cả những bằng cấp mà bạn có được, bởi vì kiến thức có rất là nhiều cách để mình có được thông qua cuộc sống hàng ngày, thông qua bài học từ những người thành công đi trước. Và thành công thì không nhất thiết phải có bằng cấp. Bill Gates là người rất thành công nhưng ông ta không có bằng cấp. Đặc biệt một hoa hậu, giá trị của một cô gái không nằm ở cô ấy có bao nhiêu bằng cấp mà bởi những cái giá trị cô ấy mang đến cho xã hội.